mình đang trải nghiệm lên chiếc xe VinBus, một trong những chiếc xe đầu tiên tại Trung Quốc, được chạy vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 tại Trung Quốc. Thì đầu tiên này khi mình lên chiếc xe này, mình cảm giác rất là thoải mái, rất là tiện nghi, và đặc biệt là về cơ sở vật chất ở trong xe thì rất là khang trang và rất là đẹp, rất là hiện đại. Và theo đó thì sau một thời gian mình ngồi trên xe thì mình gọi là xem thử cái xe như thế nào. Thứ nhất, thứ hai đó là mình có tìm cái thông tin về xe VinBus thì mình thấy rằng là nó có rất là nhiều cái điểm hay để chia sẻ với mọi người. Thì thứ nhất là xe VinBus này là mình thấy nó có máy lạnh rất là mát nha. Thứ nhất là có hệ thống máy lạnh giống như là xe khách bình thường luôn mà nó rất là hiện đại, mình thấy là độ mát rất là lạnh luôn. Cái thứ hai nữa là xe này đó là chúng ta sẽ thấy là có một cái điểm rất là khác mà không có chiếc xe bus nào đang có trên thị trường. Nếu mà những dòng xe bus khác đã có từ lâu đó, là cái điểm cái nút stop ở đây. Tại khi mình đang di chuyển đúng không, mình đến một cái điểm nào đó mà chúng ta muốn dừng lại, thay vì lúc trước thì chúng ta phải báo cho cái người mà lơi xe hoặc là báo cho bác tài thì chúng ta chỉ cần bấm nút stop. Cái bấm nút stop này nó sẽ có cái tiếng chuông, mà tiếng chuông nó vang lên thì bác tài sẽ dừng lại cho mình để mình có thể xuống xe. Cái thứ hai nữa là cái phần chỗ ngồi của mình ở đây nó sẽ có một cái chỗ sạc điện thoại. Đó. Nãy mình vừa test thử rồi, mình thấy có hai cái kim để có thể sạc điện thoại. Mình cũng test thử rồi, mình thấy là đã test rồi và đã sạc được điện thoại, tức là mình có thể sạc được điện thoại trên xe bus luôn. Là cái thứ ba. Và cái điểm tiếp theo nữa là mình thấy rất là ok, đó chính là cái phần về ghế mình ngồi khá là yên, rất là yên luôn, thoải mái và rất chắc chắn. Đó. Cái thứ tư nữa là cái nối xe này thì là xe chạy bằng điện. Xe chạy bằng điện rất là yên, không có khói và không có nghe được âm thanh của hệ thống máy của xe. Và xe này thì nó có một cái điều rất là hiện đại luôn, là khi chúng ta nhìn thấy sàn rất thấp, nhưng mà xe này có thể là thay đổi theo địa hình, tức là có thể nâng sàn lên đối với trường hợp là địa hình đó và khó chạy, hoặc là phải hạ thấp xuống để phù hợp với từng địa hình khác nhau. Đó, xe đang nâng gầm lên. Ở đây xe đang hạ gầm xuống. Dạ đúng rồi. Quá đỉnh luôn. Như vậy là cái tuy là mình thấy gầm thấp nhưng mà nó chạy được hết tất cả các loại địa hình khác nhau, tại vì nó có khả năng là vừa hạ gầm vừa nâng gầm. Và xe này á, là có một điểm nữa mà nó rất là tiện lợi luôn dành cho những người mà khuyết tật họ sử dụng xe lăn. Thì khi mà trường hợp mà khách đến xe, ở ngoài xe sẽ có một cái nút và dành cho người khuyết tật, họ sẽ bấm nút vàng. Thì lúc đó thì hệ thống thang á, sẽ được bác tài mở ra, thì nó sẽ thành thành cái đường thang từ xe xuống đất, và lúc đó thì người khuyết tật có thể đẩy xe lên trên xe bus rất là tiện lợi. Dạ rồi. Em thấy bên kia nó có cái nút mà người tàn tật anh, với nút đỏ, thì cái chức năng là gì anh nhỉ? Vâng, cái đấy là để thông báo cần hỗ trợ cho người tàn tật lên trên xe. Dạ. Cho tài xế biết được. Dạ. Như vậy thì người tàn tật đến đó là bấm vào nút đấy. Lúc đó tài xế sẽ biết người đi cùng người tàn tật. Dạ. Người giật vào trên xe thì không thể bấm như thế được. Dạ. Hoặc là có thể hỗ trợ bấm cái đó để cho tài xế biết được. Dạ. Khi đó khi mà tài xế biết thì mình sẽ mở cửa ra. Mở cửa đương nhiên là mở cửa thao tác nghiêng cái xe. Dạ, mình nghiêng xe và để cho xe có thể xe người tàn tật có thể chạy lên được. À, như theo em hiểu là ở đây nó có một cái phần này thì em nghĩ là nó sẽ chạy xuống giống như cái bậc thang đúng không? Thang điền đi. Dạ. Rồi sau đó là xe sẽ được đẩy lên. Thay bình thường là những xe khác không có, mình phải ghim lên. Đúng rồi, mình ghim cái người đó lên. Dạ. Mà có độ gồ ghề cao. Dạ. Cấp bậc độ dốc cao lớn thì mình xác nhận cái điều đó. Xe lại là thao tác phải lâng cái gầm lên. À, tức mình phải dừng xe lại mình sẽ. Đúng rồi, mình phải lâng lên. Dạ. Còn khi mình lâng lên xong rồi thì qua đó thì không cần tự hạ xuống. Dạ. Khi mình chạy tới tốc độ 30 km thì xe điều chỉnh. Dạ. Dạ. Tức là mình nhìn thấy gầm thấp nhưng mà hoàn toàn có thể là nâng lên được với địa hình khác nhau. Và xe này là mình sạc là cho nhanh trong vòng khoảng 1 tiếng là có thể chạy được khoảng 280 cây đúng không anh? Dạ. Quá đỉnh luôn. Và xe này sẽ sạc điện để mà chạy không chạy bằng xăng, và mỗi một lần sạc như vậy thì sẽ sạc là khoảng là một tiếng đồng hồ. Theo như bác tài chia sẻ thì có thể chạy được khoảng 280 cây. Và xe cái chạm sạc điện thì cũng rất là thú vị, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng là điện của năng lượng mặt trời để đảm bảo được phần môi trường của mình.
Nhưng mà đâu đó thì những cái phần điện mặt trời này nếu như không đủ thì mặt cái chạm điện, cái mặt máy, cái nguồn điện thứ hai đó chính là điện mình thường xài ở nhà đó, thì sẽ có hai nguồn điện, nhưng mà sẽ chủ yếu là sử dụng điện mặt trời để sạc xe thôi. Và đây là lộ trình xe bus từ sân bay hoặc trung tâm Dương Đông đến Grand World Phú Quốc. Tần suất di chuyển từ 7 giờ sáng đến 21 giờ sẽ là 30 phút trên một chuyến. Và từ 21 giờ đến 2 giờ sáng sẽ là 60 phút trên một chuyến. Và đây là tần suất di chuyển của xe bus trong Phú Quốc Unity Center, tức là đến các khu như là Vinwonder Safari hoặc là các resort Vinpearl, thì tần suất sẽ là 60 phút trên một chuyến, bắt đầu từ 8 giờ 30 đến 2 giờ 50 sáng. Và đây là dịch vụ xe bus đón đến khu Grand World Phú Quốc hoàn toàn miễn phí, cũng như là dịch vụ xe bus trong nội khu Phú Quốc United Center cũng miễn phí luôn. Cho nên mọi người có thể xem lịch trình và chúng ta đến các trạm bus stop gần nhất để có thể đón được xe bus và sử dụng dịch vụ tại Vinpearl Phú Quốc United Center nhé. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì có thể giúp mình đăng ký kênh, share video hoặc là like video nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.